mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, theo phong tục dân gian, việc lớn việc nhỏ trong nhà mà có ý nghĩa quan trọng đến cuộc sống thì nên xem ngày tốt để tiến hành. Do vậy mà khi chuẩn bị chăn nuôi, chủ vật nuôi cũng nên chọn một ngày tốt để khởi công được thuận lợi. Đối với những người nông dân, chủ trang trại nuôi gia súc, gia cầm, việc chọn xem ngày tốt có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, thành bại trong chăn nuôi của họ. Do vậy, xem ngày đẹp trước khi tiến hành chăn nuôi sẽ giúp họ yên tâm tư tưởng, tự tin chăn nuôi, đồng thời cũng giúp công việc khởi công chuồng trại suôn sẻ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chăn nuôi tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ chăn nuôi trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là những nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày chăn nuôi tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày chăn nuôi. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chăn nuôi ở tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp cho việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết tới phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày chăn nuôi phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chăn nuôi, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tăng nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, tử thần, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sứ, đại thời, tứ phế, ngũ mộ. 2. Ngày hợp chăn nuôi. Ngày tốt chăn nuôi bao gồm những ngày thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, mộ thương, thiên nguyện, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, ngày dân, ngũ phố, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem xét cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất chăn nuôi trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đoán cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh ở tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 3. Ngày thiên địa chuyển sát là ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ ở tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực kỳ xấu kiêng mọi việc. 8. Ngày nguyệt kiến là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý.
9 ngày nguyệt phán là các ngày ngọ, bao gồm mùng 2 nhâm ngọ, 14 giáp ngọ và 26 bính ngọ. 10 ngày trực bình là những ngày mão, bao gồm 11 tân mão, 23 quý mão. 12 ngày kiếp sát là ngày tỵ, bao gồm mùng 1 tân tỵ, 13 quý tỵ và 25 ất tỵ. 13 ngày tai sát là những ngày ngọ, bao gồm mùng 2 nhâm ngọ, 14 giáp ngọ và 26 bính ngọ. 14 ngày nguyệt sát là những ngày mùi, bao gồm mùng 3 quý mùi, 15 ất mùi và 27 đinh mùi. 15 ngày nguyệt hình là những ngày mão, bao gồm 11 tân mão và 23 quý mão. 16 ngày nguyệt hại là những ngày mùi, bao gồm mùng 3 quý mùi, 15 ất mùi và 27 đinh mùi. 17 ngày nguyệt yểm, trong tháng 11 ngày nguyệt yểm là những ngày tí, bao gồm mùng 8 mậu tí và 20 canh tí. 18 ngày thiên sứ là ngày dậu, bao gồm mùng 5 ất dậu, 17 đinh dậu và 29 kỷ dậu. 19 ngày đại thời là ngày mùi, bao gồm mùng 3 quý mùi, 15 ất mùi và 27 đinh mùi. 20 ngày tứ phế là ngày quý sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 21 ngày ngũ mộ là ngày 12 nhâm thìn. Đó là 21 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc chăn nuôi cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cáp tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27 ngày thiên đức hợp là những ngày thân, bao gồm mùng 4 giáp thân, 16 bính thân là những ngày tốt cho việc bắt đầu chăn nuôi chọn giống. 28 ngày nguyệt đức là những ngày nhâm, bao gồm mùng 2 nhâm ngọ trùng với ngày kiếp sát không nên dùng, ngày 12 nhâm thìn trùng với ngũ mộ, ngày 22 nhâm dần trùng với sát chủ nên không dùng được. 29 ngày nguyệt đức hợp là những ngày đinh, bao gồm 17 đinh dậu trùng với thiên sứ nên không dùng, 27 đinh mùi, mùng 7 đinh hợi trùng với ngày tam nương nên không thực hiện công việc gì. 30 ngày thiên xá là ngày giáp tý, tháng 11 không có ngày này. 31 ngày nguyệt ân là những ngày giáp, ngày mùng 4 giáp thân đã xét ở trên ngày thiên đức hợp, ngày mùng 4 giáp ngọ trùng với ngày nguyệt phá và ngày tai sát nên bỏ qua. Ngày 24 giáp thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho chăn nuôi. 32 ngày tứ tướng là những ngày giáp và ngày ất, ngày giáp trùng với nguyệt ân đã xét ở trên, ngày ất bao gồm mùng 5 ất dậu trùng với ngày thiên sứ nên không dùng, ngày 15 ất mùi trùng với ngày nguyệt sát và ngày đại thời, xấu không dùng, ngày 25 ất tỵ trùng với ngày kiếp sát. Như vậy ta không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 33 ngày thời đức là những ngày dần trùng với ngày sát chủ nên không dùng. 34 ngày dần là những ngày mão, bao gồm 11 tân mão, ngày 23 quý mão trùng với ngày sát chủ nên không sử dụng làm bất cứ công việc gì. 35 ngày ngũ phú là những ngày tỵ, bao gồm mùng 1 tân tỵ, 13 quý tỵ, 25 ất tỵ trùng với ngày kiếp sát. 36 ngày trực khai là ngày tuất, mùng 6 bính tuất, 18 mậu tuất là những ngày tốt cho việc chăn nuôi. Như vậy là chúng ta vừa dựa vào 37 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt chăn nuôi trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc chăn nuôi đó là những ngày sau. 1. Ngày 24 giáp thìn kỵ những người tuổi tuất, hợp người tuổi thân, tí dậu và những người có thiên can là kỷ. 2. Ngày mùng 6 bính tuất kỵ những người tuổi thìn, hợp người tuổi dần, ngọ mão và những người có thiên can là tân. 3. Ngày 18 mậu tuất kỵ những người tuổi thìn, hợp những người tuổi dần, ngọ mão và những người có thiên can là quý. 4. Ngày mùng 4 giáp thân kỵ những người tuổi dần, tốt cho người tuổi ngọ, tuất tỵ và những người có thiên can là kỷ. 5. Ngày 16 bính thân kỵ những người tuổi dần, tốt cho người tuổi ngọ, tuất tỵ và những người có thiên can là tân. 6. Ngày 28 mậu thân kỵ những người tuổi dần, tốt cho người tuổi ngọ, tuất tỵ và những người có thiên can là quý. Đó là những ngày cát lành chăn nuôi trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!